nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đang tích cực phối hợp với các đơn vị liên quan, rà soát hướng dẫn xác nhận hồ sơ và giải ngân vốn vay cho các đơn vị doanh nghiệp để chi trả lương cho người lao động. Đến hết ngày 7 tháng 9, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đã giải ngân cho 22 đơn vị doanh nghiệp vay với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng để trả lương cho gần 3.000 lao động bị ngừng việc, nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đó có một số đơn vị được vay nhiều là Công ty Cổ phần May Thương mại Tiên Lữ 720 triệu đồng, Công ty Cổ phần May Đức Thắng, thành phố Hưng Yên vay gần 1,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần May Phố Hiến trên 1,4 tỷ đồng. Những doanh nghiệp này có lao động bị ngừng việc liên tục từ 15 ngày trở lên hoặc cần trả lương cho người lao động sau khi khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp được vay vốn ưu đãi lãi suất 0% năm, thời hạn vay dưới 12 tháng và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay.